Ok, bây giờ bữa nay là đi đi suối về xong rồi á là đi ăn bún riêu. Đi ăn bún riêu mà bây giờ qua cái khu bên chợ Tết của Việt Nam nha mọi người. Hôm nay thứ bảy thì bồ cua quá trời quá hết rồi. Đất bồ cua này nha. Trời đất ơi. Bồ cua. Bầu cua nha. Giờ mấy anh em tập trung đi ăn bún. Ok chị. Đó, bầu cua nha, bữa nay mới thứ bảy nha, bầu cua nha. Quá trời bầu cua nha. Đây bầu cua nha, mà cho cái đống phá quá trời vui nha, bầu cua nha. Bầu cua nha mọi người. Trời ơi bầu cua vui quá đi. Cho cái đống pháo bữa nay. À, pháo có chút. Bầu cua nha. Vui chưa mọi người ơi, vui chưa? Nè anh Thắng quay giùm Hằng cái nói. Đó, mọi người ơi, vui chưa? Bây giờ xe cộ đang đi. Xe cộ đang chạy, người thì đang tấp nập nha mọi người ơi. Trời ơi, vui chưa? Bữa nay là mới hai mấy ha, hai mấy Tết? 27 à. Bữa nay 27 Tết. Ok rồi, thôi bây giờ mấy người kia chờ mình bún riêu, mình đi bún riêu đi. Rồi bầu cua nữa nha, bầu cua nè. Bầu cua nha. Rồi có đấy thì bún riêu nha, bây giờ đi bún riêu. Ủa ở đâu rồi? Mấy người kia đâu rồi? Đây kìa. Cường ơi. Trời ơi, Cường đi với mấy người bạn hả? Ủa bữa nay nghỉ hả? Bữa nay nghỉ hả? Gì chị? Đúng rồi. Chị yêu của em nha chị. Chị yêu của em rồi, để chị lì xì. Ủa đi với mấy người bạn hả? Đúng rồi. Làm trong cặp. Ủa anh Danh đâu rồi trời? Anh Danh bên kia kìa, bên đây nè. Ở qua bển làm gì? À biết đâu, thấy đi với bà xã của ảnh gì đó. Bậy bạ luôn. Anh cũng kêu đây mà, hẹn mới đây. Không phải bà xã. Bữa tiệc của anh cũng ở đây luôn. Hả? Em sắp hàng lấy chỗ chưa? Chưa. Ủa vậy hả? Trời ơi anh Danh ơi, khoan để kêu cái đã. Trời ơi bác lắc bồ cua vui quá. Sao đốt pháo hả chị? Đâu có thấy đốt pháo đâu. Đâu không có. Ngày mai mới đi. Ủa đâu rồi? Mà vui quá ở trong nào? Với chiều của em. Chiều lì xì cho em. Đâu có chiều đâu mà đâu có thấy đâu. À, ok thấy rồi vô. Trời ơi, ủa ông Nhanh đâu rồi? Trời đất ơi, đi kiếm gì cha nội ơi. Rồi, đi chơi bún riêu. Trời ơi, nói bữa nay xã ngoài thấy rất vui luôn. Ê, hồi nãy đi suối thì mang giày. Ở trong xe có đôi bước nổi liền. Nãy đi suối quá trời đôi giày, chị không phải đất không à. Trời ơi, bây giờ hai mẹ con ngồi đây. Đất không à. Ở trong xe có đôi giày nổi liền. Thằng Cường không? Thằng Cường nó cũng đi với bạn nó. Mua vé đi, nó chịu mua vé về Việt Nam. À, hả? Nó mới nói anh Danh nó đi với bà xã của ổng thì nó bà xã đâu vậy bà. Trời đất ơi. Ủa vậy đi kiếm sao nha. Ủa còn anh kia đâu hả? Ông nội kia là đi về rồi, phải đi phải gửi đi cái bao lì xì cho mẹ. À, ông gửi bao lì xì cho mẹ. Trời ơi sao vậy? Mắc công chuyện rồi. Về xa mà.
Đây nè, ổng gửi ba lì xì cho bé nè. Của chú khen nè, nãy gửi cho con. Dạ, chú tết chú, chú không biết chú đâu, mày chưa có tết. Nó thêm kìa, cái này ổng kìa con. Ngồi đâu vậy, có bàn chưa? Vậy hả? Rồi ăn sáng ngoài đây. Rồi xong ăn gì vậy? Ông ở đâu lận? Hả? Vậy? Hả? Ông ở đâu lận? Ai? Ông... Vô. Ông nói tới giờ, có chuyện gì vậy? Nước mía size nào kìa mấy anh? Size lớn. Size lớn. Giờ đi ăn nha. Chú Candy, cảm ơn chú Candy. Cảm ơn chú Candy. Cảm ơn chú. Cho cái lì xì. Cái hồi nãy ông tưởng là ngày mai Thảo đi về, Thảo không có cho ông bé. Gì? Anh uống gì? Nước cam. Cái cam nhé. Chứ ông tưởng là chắc ngày mai Thảo không có ở đây, cho nên chắc ông mới đưa đó. Ông ơi, xuống mời anh xuống. Nãy chị có nói em ở đây không? Ông không biết. Có mà. Em đặt lại nãy nha. Đi theo chung mà. Một cái bún riêu không chả. Ở đây là thế cà chua nè. Ừ. Với lại hai cái bún riêu không cà chua. Với một cái bún riêu không có hủ thế thế. Với một cái bún riêu bình thường. Không tà hủ nhưng mà lấy huyết nhiều. Huyết cà chua luôn nha. Em thấy huyết luôn. Chỉ có không có tà hủ. À, một cái rau má, thịt đá với lại một cái nước mía lớn. Với một cái cam giác. Trà nóng. Mấy cái trà nóng. Một cái mình nha. Rồi. Đủ là nào? Rồi. Đủ cá không? Có ai uống lạnh gì không? Không rồi. Mình cường mua bông pháo nó đó. Để ngồi kia nó đó. Mua vé máy bay ông kịp cho nách ổng kìa. Mua 700 mấy hả? Nói. Tháng 5 hồi ngoại với nhóm bạn. Bữa nay là chắc nhà hàng là cho mấy đứa nhân viên nghỉ Tết á. Nghỉ được ngày chắc vậy. Nè cho nên đứa nào cũng đi chắc đi tất niên á. Đi cả nhóm luôn. Ờ đi tất niên. Hay ở làm tới 3 giờ về. Cà phê lớp hả? Ừ, cả nhóm luôn đi kìa. Ờ thì trước công như cả nhóm ăn cà phê. Cường ơi, đi hết rồi nè. Cường à. Ủa bữa nay là cả nhóm nghỉ luôn hả? Dạ đúng rồi. Rồi ai thế? Em nói chú chị mà. Không ai thế, mày nói tao nào? Mày nói với tao nào? Nói không, hôm nay là nè. Tiệm nghỉ hả? Không, bữa tiệm tụi em vẫn làm bình thường chị, nhưng mà nó dựt về sớm. Ồ, bữa nay dựt về sớm cho nên là cả nhóm dắt nhau ra đây ăn bún riêu. Dạ phải. Rồi ngày nghỉ ngày mùng 1 đúng không? Dạ đúng, mùng 1 Tết nghỉ. Nghỉ thì đi chứ. Thứ 2 ngày mai là ngày chót trong đàm, rồi thứ 2, thứ 3 thì em nghỉ chị. Ngày mai là thứ... Mai Chủ Nhật. Ngày mai Chủ Nhật là ngày hai mấy? 30 hả? Ờ, 30 thứ 2 là thứ 3 là mùng 1 Tết. Thứ 3 là mùng 1 Tết chưa chị? Ờ, thứ 2 mới là giao thừa. Thứ 2 là tối, thứ 2 mới là đêm giao thừa. Ờ, đúng rồi. Okay. Vậy là thứ 3 còn được nghỉ luôn hả? Đúng rồi. Ờ ok, vậy thứ 3 đi ha. Thứ 3 mấy giờ chị? Ờ thì buổi sáng cũng chưa. Đi chơi khu gì vậy? Em cũng là em muốn là muốn gặp khách mình. Cái đó là gì? Con giống như là phải khách mình. Ờ cà ra chúng ta làm phòng vậy đó, từ căn tới căn bên không đó. Đó thì ờ, có bún tới nè. À, anh Nhật ăn cái gì order luôn nè. Bún riêu huyết. Không có huyết. Ai hả anh nói? Huyết quá. Không có cả ốc nữa. Có bún riêu. Của anh Thắng. Thì bún riêu bình thường thế thôi. Chỉ nói gì bún riêu nè, không có huyết nè. Rồi bún riêu bình thường. Mình hiểu là không hiểu. Là giống như bình thường vậy. Còn cái nào không có thì nó không bỏ vô. Đâu có bình thường là phải có huyết chứ. Có mà có phải có huyết chứ. Có một ít thôi. Rồi nó ăn đi, ai có trước ăn trước. Ủa sao không kêu anh việc order luôn. Rồi order cho anh này luôn đi. Không không, cho ly nước đá lạnh đi. Không có huyết đấy. Này ở đây rồi. Ờ chảo ốc ở đây nè. Có cà chua hả? Thấy cà chua lúc ở đây. Nãy nó chỉ không có chảo ốc. Ủa anh với anh không có ăn chảo ốc hả? Chưa đâu, lỡ không trang mới ăn. Chưa lỡ ăn chảo ốc. Ủa ốc ăn đâu bao tử? Nước cổ hơn. Dạ ăn cái gì vậy? Dạ không, cho ly nước đá lạnh. Thì ra một phần rồi. Thì không sống đó là ăn gì đây? Ừ, lạnh đó, đi cô Hằng nói gì là anh nghe hết trơn, hiểu không? Rồi ai không ăn cà chua? Bên đây vậy? Ủa, hai mẹ con không ăn cà chua hả? Sao vậy? Sao cà chua con không? Con gái hả? Con gái đó. Ờ, đường không? Ừ. Con gái hôm nay loại đi, gái đi, cả ngày đi suối đi cả ngày đó. Để đi suối luôn hả con? Đi suối luôn. Trời ơi. Đi cả ngày luôn. Mỗi chân không? Mang guốc nữa. Mỗi chân không con? Mỗi chân không? Đang nhận măng. Kìa, uống kêu con kìa. Đang
tô. Thôi em cảm ơn em, anh đang rồi. Mang guốc nữa chứ, đi suối mang guốc đi lục tục. Anh đang đi đi rồi. Kêu. Kêu rồi. Anh đi bù heo rồi. Em đi thảo. Dạ. Mẹ con ăn đi. Rửa tay chưa? Rửa tay ăn. Tính tiền chưa? Rửa tay. Em nghĩ có phải chủ nhật không? Ủa chứ phải tính giờ. Tại hôm qua thấy đi phát phở không nghĩ được, không đi xe phát phở rồi. À, quên nữa, thứ hai nấu bún riêu nữa nha. Ồ, phải nói trước nè, để không nấu bún riêu chi. Đang nói nấu bún riêu cho mấy người dưới cuối nữa. Thôi, không có đi được à, thứ hai à. Còn phải ngồi chuyện nấu cơm cúng ở nhà đó. Mình đang có muộn quá ăn rồi. Ờ, nãy quần là không biết chỗ nào bán trà đá bát, không có đại đôi dài. Trong miếng thị đó ở trên shop lầu mò, vô shop mình mò nào cũng có đi mỗi giò quá ghét quá, xong cái về chưa kịp mua nữa, cái cô Trang mà hôm qua mà nấu phở cũng mới nói là thôi bữa nay anh Quang lấy cái đủ cái trà bát thì em cho anh mới bữa nay đầy đủ rồi. Mày sao ăn cà chua vậy? À? Cà chua ngon. Ồ, đâu có tỉnh. Ừ, chị nói đi. Chị đặt cho em hủ nghệ gì đó. Cái đó phải uống lần nhiều hủ ở nhà đó, cho chị còn hủ nào chị đưa cho uống trước nữa. Uống hết nó bớt mình gặp nữa. Mua lần ba bốn hủ tại chai nhỏ xíu có mấy. Cái đó mà hết chứ không hết. Hợp chứ. Nghệ mà. Nói chị ăn ốc. Tại bao tử là bao tử tiêu. Này ở đây đông quá khó cho cái một kiện. Tớt mà. Có cả hai má con. Cả khác cũng nhà con ăn bánh kẹp không kẹp kìa, order bánh kẹp nướng để hồi đem về khách sạn ăn kìa. Hả? Lát tí lấy anh nhận hai cái bánh chưng. Bánh chưng xảo gói ngon lắm nha. Chết cha, anh đậu nói mặn. Không, anh không ăn, anh không ăn nếp. Con anh ăn. Không biết cái chuyện nào. Cho em nhận bé con gái anh á. Rồi đây. Đậu nó hơi mặn chứ. Không chắc không có mặn. Rồi ok, bắt đầu ăn uống riêu nha cả nhà ơi. Cả nhà ơi. Đó là chài. Chài vậy. Cho ông Nhật quay phim. Cho ông Nhật quay phim. Ông Nhật thử hơi bún riêu đi của mình ăn đi. Thử hơi bún riêu. Em là phải rau. Khi nào mà xem cái video của cái clip của cô Hằng Kali á thì anh chị em nhớ like để cho nó có bấm like để cho nó có độ tương tác của cái chương trình của cô Hằng ha. Với lại hơn nữa là mình cái lúc mà mình xem quảng cáo mình chịu khó mình thấy cái mà 1-2 phút đó, mình cứ để cho nó từ từ nó chạy qua, mình đừng có bấm liền. Nếu bấm liền vậy thì nó cũng không có tốt. Chẳng hạn mình chịu khó mình cho nó 1-2 phút đi để cho, tại vì làm cái những cái clip mà YouTube này đó là cô Hằng là nhờ cái quảng cáo đúng không cô Hằng, đúng không? Nhờ cái quảng cáo đúng đúng rồi. Hằng làm YouTube Hằng chỉ nhờ cái quảng cáo thôi đó, nhờ cái quảng cáo thành ra. Bây giờ mình giúp cô Hằng cái gì không được thôi, nhưng mà mình giúp cái tinh thần vậy. Ví dụ mà đang thấy quảng cáo cái đừng có nóng ruột quá, muốn coi cái kết quả như thế nào rồi cứ bấm cho qua lẹ, cái đó thì nó cũng hơi phí uổng quá. Thì chẳng thà bây giờ mình cứ để cho nó trôi qua 1-2 phút đi đó. Rồi hoặc là mình bấm like rồi này kia, nó subscribe muốn kết quả đó. Để cho nó có độ tương tác cho cái độ tương tác cho cái chương trình của cô Hằng, đúng không cô Hằng? Cái đó là một cái ủng hộ cái clip của Hằng Kali đó. Cảm ơn các khán giả ủng hộ chương trình của Hằng Kali. Không trả tiền. Xem và quảng cáo, xem được quảng cáo để ủng hộ. Thí dụ mà cái quảng cáo nào mà dài quá 5 phút, 6 phút thì mình bỏ qua được. Mình không chờ được. Cái quảng cáo nó đó. Thường thường 1 phút ta. Thường thường đâu có cái 5 6 phút mình cứ 5 6 phút thì mình bỏ qua đi. Còn mấy cái mà nó 1-2 phút thì cứ để cho từ từ. Nó chỉ nhắc những cái fan mà ủng hộ cô Hằng Kali nhớ vậy đó, đừng quên nha. Nhiều khi coi cái clip nó nóng lòng muốn biết kết quả liền, bấm qua liền. Bấm qua đó mà. Hôm nay là cô Hằng chiêu đãi ở quán bún riêu Tân Định ở trong
Vietnam Town. Thì phía bên ngoài hiện tại là bây giờ rất là đông, nhiều, mở tùm lum hết. Bây giờ một mớ người chơi, một khu xe hôm nay mà muốn đậu là không phải chịu dễ. Dòng mấy tour này mới có chỗ được mà đậu xe đó. Đợi con gái anh hả? Con gái anh bữa nay đang làm ở trung tâm thiên hương. Dạ dạ. Có gì cho chị số nó. À, thấy cái tô bún của cô Hằng chưa, thấy không? Chất lượng luôn á. Tận bổ. Chơi hai tô luôn hả cô Hằng ha? Một tô hả? Anh có nhiều. Đây anh đặt cổ ngầm mai đi tiếp. Người hiền nhất cho trong gia đình. Cái này nó bung quá rồi, tán rồi tay bung rồi nè. Đúng như chưa tâm định. Thằng Kali là thích ăn bún riêu ở đây lắm nè. Chắc hết rồi, ăn hết nổi rồi. Hôm nay đi bộ nhiều dám ăn hết. Có về ngủ đã. Nhiều sáng giờ luôn. Qua 3 giờ sáng thôi tên chị thành công rồi. Ba nằm thì ngủ được. Có nói chuyện với anh Dương không? Nói chuyện. Tối anh về anh hút hai viên trước khi ngủ thử coi ngủ được. Hút em đưa. Uống gần hai viên. Ngậm đi chịu vậy ha. Cái trái cây không hả? Phải chút không? Trái cây á. Trái cây rồi điện thoại cho mẹ hỏi thăm sức khỏe. Mẹ có nói mẹ gửi lời thăm Hàng Nguyễn với lại ông xã của Hàng. Dạ. Là tại vì mẹ nói là dù sao đi nữa thì phải mai ơn ông xã của Hàng cho đi là trước tiên là bởi vì đó là ảnh hy sinh ảnh để cho mà ảnh ủng hộ chị Hàng để mà đi mà là làm cái chuyện như vậy nó rất là cực khổ mà nó không nghĩ nữa. Đằng sau lưng có ông xã mà hiểu cái công việc của Hàng cái đội mẫu vậy á, thành cũng rất là quan trọng chứ không phải là chuyện đơn giản. Vì nhiều khi ví dụ như vợ thích làm mà chồng không thích làm đó khó lắm, hai người có đồng lòng với nhau nữa. Cho nên đó, sao đội ngũ doanh nghiệp có nhiều đội ngũ quá. Đó nói là phải rõ ràng như vậy. Thành ra hôm nay cảnh đây thì cảnh sự nói trong lòng mình một biết ơn của Hàng. Tuy là không thấy ảnh lên chương trình này nhưng mà mình biết là ảnh không có ai là có ai là fan ruột của thằng Kali mới biết ổng, còn ai không fan ruột không biết. Tại vì có ai fan ruột là xem không có bỏ một cái video nào á, những cái chương trình mà có khi ổng có đi theo thằng có quay của Vinh. Chút quay chính thoáng chút thôi. Chút thôi cầm máy. Lúc mà mùa dịch á, bắt đầu thương đang anh ít sức đầu lộ diện. Tên chị Hạnh. Chồng chị hả? Đó à, bữa sinh nhật đó. Không ạ. Với mấy clip kia quay xém xém rồi. Ok, con nghe chị Hạnh bắt có thời gian ra ngoài. Đó, đó. Anh ủng hộ mới làm được, anh ủng hộ khó làm. Đưa con đi học giúp về. Dạ. Cực lắm á. Hằng cực lắm á. Xong á, Hằng đi đi cả ngày vậy nè. Về phải cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, dọn dẹp nhà cửa luôn. Cái nhà chó nó quậy dơ lắm. Xong rồi edit video, làm mấy cái thứ. Khi chị nấu ăn hoặc là mình không nấu thì ảnh đi mua về chiếc xe cho nó ăn. Còn thôi thì chị nấu. Ảnh
không biết nữa. Không biết nữa. Cực lắm, chịu cực lắm. Thấy gì vậy? Cực lắm. Chị làm việc đó, người ta làm việc 8 tiếng, 10 tiếng, chị làm việc nhiều khi 20 tiếng một ngày. Tối chỉ ngủ được 4, 5 tiếng, 5, 6 tiếng. Mình còn làm nữa mà. Em ngủ sao em 5, 6 tiếng. Bữa kia mình ngủ được 8 tiếng. Rồi. Ăn hết không con? Ăn hết không con? Trời đất ơi, ăn chân, ăn giỏi chưa? Ăn hết nguyên tô với người đó. Đi chơi vui quá. Ăn nhiều. Này cả sáng luôn rồi, khỏi ăn. Mẹ nó cũng ăn còn, dì Hằng cũng ăn còn. Ha. Mà nó nhỏ mới tính xuống ăn cả tô. Tôi ăn cũng ăn còn, mà chỉ có hai ông đàn ông kia là ăn giỏi nhất. Ông mẹ ăn nhiều hơn. Chỉ có hai ông đó là ăn giỏi nhất. Còn dư kìa. Mẹ hết rồi. Bye bye. Rồi thôi bye bye, giờ đi ra. Bây giờ đi ra coi mà quay bồ cua ha. Bồ cua. Hai nó đeo khẩu trang vô cái. Chưa không? Chưa. Bà con không sao. Đó. Coi như là mới bữa nay là thứ bảy. Ngày 27 Tết. Bầu cua chưa có pháo, bầu cua luôn. Vui không mọi người? Trời ơi. Rồi đây xem, nãy mình đậu đâu, thắng bên đi kia đúng không? Trời ơi, lại quay bầu cua, coi đây bầu cua nha mọi người ơi. Các khán giả nó có bằng đâu. Đó, 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 đó
nhưng mà thôi chụp này để về chín điểm nè, xíu nè, chín điểm nè, chín điểm nhỏ nè, đó số 11 trở lên rồi, rồi chúng nhiều là nó xíu lớn nè, 11 nè lớn, còn này là hả, thì cái số á mua số 6 là 1 trúng 14 đồng, 14 đồng đó vậy đó, rồi thôi nè, xíu mãi vô xíu nè, rồi thôi đi đi, tài xíu mãi vô biết chơi, cái này biết chơi, không có biết chơi, ở này biết, cái này biết, cái kỳ không biết, ở này dễ là thấy mấy con này bầu cua, bầu cua, bầu cua, bầu cua, còn cái bên đây của chị á, tài xíu, tài xíu, tài xíu, tài xíu, tài xíu, tài xíu, tài, còn cái này dễ, bầu cua dễ, đó rồi thôi đi đi, ủa hai mẹ con có thảo đâu thôi, mày sao, mày sao, mày sao, vậy hả? Ủa Thảo, Thảo về quay hả Thảo? Xỉu à, qua số 10 lại, một số nó xuống nút rồi. Rồi, xỉu luôn, té luôn. Rồi, thôi đi, xỉu, xỉu luôn. Rồi, đường, đường thấp quá, xỉu luôn. Xỉu luôn, thôi mình đi ra đây đi, bên đây đông đúc quá, đông đúc quá. Ra đây đi. Bàn thôi, đây xe cổ đây, ở đây, mà bàn tài xỉu, lấy xe đi, sợ lắm. Đi xuống hả? Ờ, đi, thôi đi, đi. Rồi thôi đi, đi ra đây để đi về. Đó xe anh Danh với Thảo đậu đâu? Còn bên kia rồi, em. Rồi bây giờ thằng với anh Thắng đậu xe bên kia nha. Rồi em đi. Đi được rồi, khỏi. Rồi ok đi đi, rồi đi về. Mấy dập, mấy dập vậy dập. Được không? Bây giờ anh dẫn Thảo kiếm được, phòng được không? Được, 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 anh dẫn đi thôi. Ờ con uống. Lấy bánh chưng bánh tét hả? Ờ. Ừ, ok thôi vậy đi theo đi. Thân định, thân định. Thôi chạy qua bển đi, tôi qua bển luôn cho. Ừ. Ok. Rồi rồi. Thôi đi đi đường này về luôn Thắng ơi. Đường này mình bọc lên đó, xe cho anh hả? Xe trên một lóc đường đúng nè. Rồi đi qua luôn. Wow, bầu cua vui quá mọi người ơi. Bầu cua vui quá, bầu cua 27 Tết vui quá mọi người ơi. Tài xỉu, tài xỉu. Vui quá nha. Chợ Tết nha. Cái này không có chợ Tết. Hội chợ Tết là bên kia, còn bên đây là tài xỉu. Hội chợ Tết là bên kia. Thôi nhưng mà bây giờ mình cả ngày rồi mình đi về.